Hơn 36 năm hình thành và phát triển, Hồng Ký không ngừng nghiên cứu và cải tiến công nghệ với mong muốn mang đến các sản phẩm chất lượng, phục vụ khách hàng. Bên cạnh máy hàng điện tử, máy chế biến gỗ, motor động cơ điện, Hồng Ký còn nghiên cứu sản xuất các dây chuyền hiện đại, phục vụ gia công thép cuộn, thép tấm như chuyền xả băng, chuyền xả tấm. Trong đó, chuyền xả tấm được Hồng Ký chế tạo nhằm phục vụ các ngành sản xuất vỏ máy hàng, đồ gia dụng, sản xuất ô tô. Chuyền máy xả tấm được cấu thành bởi 7 cụm. Cụm nâng chuyển tôn xả, cụm máy xả, cụm máy nắn, cụm máy đo chiều dài, cụm máy cắt, cụm băng chuyền, cụm xếp thành phẩm. Chuyền bắt đầu làm việc từ cụm nâng chuyển tôn xả. Cụm nâng chuyển có nhiệm vụ đưa cuộn tôn vào trục máy xả tôn. Với hệ thống thủy lực mạnh mẽ có đường kính xi lanh 180mm, giúp việc vận chuyển cuộn tôn dễ dàng. Cánh tay trên trục xả giúp đỡ đầu trục xả. Tiếp theo, vật liệu sẽ được đưa qua cụm máy nắn. Đây là cụm chính của chuyền với 19 trục nắn thẳng. Tại cụm này, vật liệu sẽ được nắn cho đến khi bề mặt phẳng, đẹp. Cụm này có ưu điểm là điều chỉnh con lăn nắn nhanh chóng. Cụm hộp số được thiết kế chắc chắn và hiệu quả. Đặc biệt, các trục nắn được thiết kế theo phương pháp ráp cụm. Vì vậy, việc tháo ra để vệ sinh, kiểm tra hay bảo trì rất dễ dàng. Sau khi nắn, tấm tôn sẽ được đo chiều dài trước khi đưa qua cụm máy cắt. Cụm máy cắt có hệ thống cắt xoay 360 độ, được vận hành nhờ động cơ servo với tốc độ cắt nhanh và chính xác. Cụm máy hoạt động tối đa, giúp quá trình làm việc diễn ra liên tục. Bên cạnh đó, hệ thống bàn nâng hạ bằng xi lanh khí nén được thiết kế đặc biệt, cho phép người vận hành đi vào để vệ sinh hoặc thay dao cắt. Vật liệu sau khi cắt sẽ được đưa qua cụm băng chuyền. Cụm này được trang bị bàn để kiểm tra mẫu. Mẫu đầu tiên sẽ được lấy ra bởi người vận hành trong quá trình chuyền hoạt động. Người vận hành sẽ kiểm tra độ chính xác của chiều dài, độ rộng và đánh giá độ phẳng. Nếu đạt chất lượng, mẫu sẽ tiếp tục đưa ra băng chuyền. Chuyền máy được trang bị hai cụm xếp thành phẩm. Khi cụm xếp thứ nhất đầy, hệ thống tự động xếp vào cụm thứ hai cho đến khi hoàn thành. Thành phẩm xếp chồng lên nhau, ngay ngắn và thẳng tắp, sau đó được đưa đến nơi bảo quản. Bên cạnh công nghệ được thiết kế độc quyền, chuyền máy còn sở hữu các ưu điểm vượt trội mà hiếm chuyền máy nào trên thị trường có được như dễ điều khiển, vận hành liên tục, an toàn, quy cách xả linh hoạt, chất lượng thành phẩm đồng đều. Chuyền máy xả tấm Hồng Ký được thiết kế và phát triển bởi chuyên gia Nhật Bản cùng đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên dày dặn kinh nghiệm. Chúng tôi cam kết mang đến giải pháp tốt nhất, giúp khách hàng tối ưu chi phí, tăng năng suất, đồng thời nâng cao hiệu quả công việc. Liên hệ với chúng tôi qua hotline 0909 073 505 để được tư vấn về chuyền xả tấm hoặc tham khảo sản phẩm tại website hongky.com.